Cảnh xin chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha. Hôm nay Cảnh sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho cô chú anh chị mình một cái cách để mình lột quả kiwi này ra. Hầu hết thì Cảnh cũng thấy đa số thì mình ăn thì mình hay bóc vỏ như thế này thì nó rất là phức tạp và khó khăn lắm. Đây, tại vì cái vỏ kiwi nó rất là mỏng nha. Đó, mình ăn mình bóc cái gì nó rất là lâu và phức tạp và nó sẽ bị bể đi. Đây. Đó. Mình bóc như vậy thì nó rất là khó khăn. Thì cũng có một cái cách, nhiều cách này Cảnh cũng thấy. Cả nhà mình cũng lấy dao gọt như thế này. Thì khi mình gọt nó phạm vô rất là sâu. Mình lột như mình gọt kiểu này thì Cảnh cũng thấy. Thì nó vô, nó phạm vô một miếng rất là sâu như thế này. Đó, thì cái cách này của Cảnh hay thường gặp. Đây, thì mình thấy không, những cái miếng bị phạm vô rất là sâu. Thì còn phải làm như cách nào để mình gọt vừa nhanh và lẹ và không bị phạm vô những cái quả kiwi của mình thì Cảnh mời cả nhà mình theo Cảnh nha. Thôi trước hết thì mình lấy một quả kiwi, mình vuốt nhẹ qua gì cho Cảnh. Mình vuốt đều qua một lớp luôn nha. Mình vuốt như thế này để khi mình cho những cái phần vỏ kiwi này nè nó sẽ mềm đi cả nhà, thì mình sẽ bóc ra rất là dễ nha. Sau khi mình đã vuốt qua xong thì mình sẽ cắt, loại bỏ hai đầu này nha. Mình cắt mỏng đi thôi, mình không có cắt nhiều. Rồi tiếp theo thì mình sử dụng cho Cảnh một cái tăm nha. Mình lấy một cái tăm này, mình sẽ đưa vô cái phần vỏ, sát phần vỏ luôn. Đó, mình cứ phát vô nè, cả nhà mình thấy không, cái phần vỏ này nó rất là mềm thì mình phát nhẹ nhẹ qua. Đó, đi vòng qua. Sau khi thì mình đã xỏ qua giáp một bên thì bên kia mình làm cũng tương tự như vậy luôn nha. Bên đây cũng vậy, như thế luôn. Rồi mình giáp qua một vòng. Sau khi mình đã xong qua một vòng, mình lấy một cái dao mình rạch một đường nhỏ qua. Đây, mình sẽ gạch qua đường nhỏ như thế này là mình loại bỏ cái phần vỏ ra rất là dễ luôn nha cả nhà. Đây, nhà mình xem. Đó, mình sẽ cho ra một cái dĩa. Thì phần vỏ của kiwi nó vậy như thế này, mình lột ra nó chỉ còn một cái phần vỏ như thế này thôi, không có phạm vô cho miếng thịt nha cả nhà. Rồi mình cứ thế, mình cứ cắm vô đây, mình sẽ cắt ra, mình sử dụng thôi và rất là tiện lợi luôn nha. Thì hầu hết kiwi này nó rất là nhiều cái chất dinh dưỡng, thì nên mỗi một ngày mình sẽ sử dụng một trái, nó sẽ bồi bổ cho mọi chất dinh dưỡng, vitamin A nha cho mình nha. Thì một ngày mình sử dụng một trái như thế này thôi. Đó, thì mình sẽ nạp năng lượng vô cho mình là một chất dinh dưỡng vitamin A cho cơ thể mình nha. Đây, đây là một cách đầu tiên. Còn cách thứ hai thì mình sẽ lấy một quả kiwi này, mình bổ đôi ra làm đôi, bổ ra làm đôi cho Cảnh. Đó, và sau đó mình sử dụng cho Cảnh một cái muỗng nha. Đây cả nhà mình xem đi. Đó, mình gọt nó ra như thế này và cái phần vỏ nó mỏng như vậy. Đây, Cảnh xé phần vỏ ra cho cả nhà mình xem. Đó, phần vỏ nó ra mỏng như thế này. Thì hầu hết mình ăn kiwi mình e ngại nhất là thì cái phần mình lột cái vỏ đi, nên nó rất là phiền phức. Nên cả nhà mình áp dụng theo cách này, mình gọt Cái vỏ kiwi cực kỳ đơn giản luôn và nó sẽ không có bị phạm vô nha. Tiếp theo, cả nhà mình chuẩn bị cho Cảnh một cái dao như thế này. Và mình sẽ tách ra như thế này. Tiếp tục mình sử dụng bằng một cái muỗng, mình lặn vô. Thì cả nhà mình thấy không, mình lặn ra sát phần vỏ, nó thành cái như thế này đây. Nó rất là mỏng luôn, không có phạm vô một miếng thịt nào hết luôn. Đó, thì mình sẽ cắt ra như thế này thì nó sẽ ra thành cái hình như vậy. Thì trước khi mình muốn làm như thế này thì mình phải mang bao tay nha cả nhà. Thì cái này Cảnh chỉ chia sẻ cho cả nhà mình thôi, tại vì Cảnh hết bao tay rồi nên Cảnh đi mua không có, nên Cảnh mới quay cho cả nhà mình biết cái cách thôi. Chứ còn mình muốn vệ sinh đó thì mình phải mang bao tay vào nha. Đây, còn nó dính đây một chút xíu thì mình lấy muỗng mình dít ra thôi. Đây, cái phần kiwi á, mình cắt ra, bỏ hai phần đầu này ra và mình sử dụng một cái muỗng cho Cảnh. Đây, đó, mình lặn như thế này nha. Còn phần bên đây cũng như thế luôn. Thì nó lọt ra như thế này đây cả nhà. Thì cái cách nó đơn giản như thế. Thì cả nhà mình có xem kênh Cảnh, có thấy hữu ích và mến kênh Cảnh, cho Cảnh xin một like và một lượt đăng ký nha. Nhớ bật chuông để nhận video kế tiếp của Cảnh nha. Thôi Cảnh chào tất cả cô chú anh chị mình nha. Hẹn cô chú anh chị mình gặp lại clip sau nha.